Xin chào quý vị và các bạn. Từ đêm nay lại có thêm không khí lạnh được tăng cường nên nền nhiệt của khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp. Trời tiếp tục rét đậm rét hại với mức nhiệt về đêm ở khu vực Trung du và đồng bằng chỉ từ 11 cho đến 13 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, có nơi thấp hơn và lại cộng thêm với mưa nhỏ mưa phùn càng làm tăng cảm giác rét buốt. Ngay cả ban ngày nhiệt độ cũng duy trì ở mức thấp. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, vùng đồng bằng, mức nhiệt ngày chỉ từ 13 đến 18 độ, vùng núi thấp hơn chỉ từ 12 đến 15 độ, rét cả ngày lẫn đêm. Chỉ riêng khu vực Tây Bắc Bộ, do ít chịu tác động của không khí lạnh và gió đông nam ẩm, nên ban ngày vẫn có nắng với nhiệt độ có thể lên mức là 24 đến 27 độ. Với khu vực Trung Bộ, nằm ở rìa phía nam của khối không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế cũng có mưa, mưa rào rải rác, tập trung nhiều về đêm và sáng. Trời rét với mức nhiệt chỉ từ 14 cho đến 19 độ, có nơi còn thấp hơn. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa cũng xuất hiện ở một vài nơi do nhiễu động gió đông từ biển thổi vào. Còn ban ngày thì vẫn chủ đạo là nắng đẹp. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng tại khu vực này dao động từ 22 cho tới 25 độ và nhiệt độ cao nhất thì phổ biến ở khoảng 30 đến 33 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng. Dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ phổ biến từ 31 cho đến 34 độ, riêng miền Đông là 34 đến 37 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều đạt mức 29 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận cho tới Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngày 29 tháng 2, cường độ gió có xu hướng giảm dần. Bản tin thời tiết cuối ngày 26 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.